Thưa quý vị, cá tra Việt Nam vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mexico. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, Mexico nhập hơn 39 triệu đô la Mỹ cá tra từ Việt Nam, tiếp tục duy trì là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của mặt hàng này. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, cá tra nằm trong nhóm hàng thủy sản được hưởng ưu đãi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, dù đã liên tục giảm nhập khẩu trong tháng 2, 3 và 4 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang Mexico tăng trưởng dương trở lại trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024. Trong đó, tháng 6 năm 2024 là tháng thị trường này tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam với giá trị nhập khẩu hơn 8 triệu đô la Mỹ, tăng 50% so với tháng 6 năm 2023. Dẫn số liệu từ Hải quan Việt Nam và xếp thông tin chỉ trong nửa đầu tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang Mexico đạt hơn 4 triệu đô la Mỹ, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 39 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mexico tiếp tục duy trì là thị trường đứng đầu trong khối CPTPP, và là thị trường đơn lẻ thứ ba chỉ sau so Trung Quốc và Mỹ về tiêu thụ nhiều nhất cá tra từ Việt Nam.